Cậu bé thối chân. Alo. Cô làm ơn cho tôi xin số điện thoại của nhà ga. Đợi tôi lát. 9458. Ok, cảm ơn cô rất nhiều. Hồi đó, khi điện thoại cố định mới bắt đầu xuất hiện ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, thì việc chăm chú nghe mẹ nói chuyện điện thoại trở thành niềm vui thú nhất của tôi. Mẹ ơi, sao việc gì cái điện thoại cũng biết hết thế mẹ? Mẹ hỏi điều gì nó đều trả lời được thế? Nó là thần đèn hả mẹ? Có phải nó giống như thần đèn không mẹ? Cũng có thể coi là như thế đấy, con yêu à. Thấy nó có biết nước Mỹ ở đâu không mẹ? Tất nhiên rồi con yêu. Tôi đã nhiều lần hỏi mẹ như thế, luôn thắc mắc tại sao chỉ cần quay mấy số trong cái máy đấy và nhấc ống nghe lên là biết hết, cho đến một ngày. Xin chào, vui lòng cho tôi biết yêu cầu của bạn. Cô là thần đèn phải không ạ? Chào con đang có vấn đề gì cần hỏi cô ư? Dạ, hay cô giúp con giải bài toán được không ạ? Con đọc đề bài cho cô nghe nhé. Sao cô giỏi như cô giáo của con vậy? Ngày mai con có thể gọi cho cô nữa được không? Tất nhiên rồi, cậu bé đáng yêu ạ. Nếu muốn gặp cô, con hãy nhớ quay số trung tâm 105 và quay thêm số cuối là 8 nữa nhé. Thật ạ. Vui lòng cho biết yêu cầu của bạn. À, con đau quá. Alo, mẹ con không có nhà. Không ai ở nhà ngoài con cả. Con có bị chảy máu không? Không, một cái kìm rơi đúng chân con, đau quá. Con biết hợp đá chứ, hãy mở tủ lạnh và lấy một viên chườm lên chỗ đau nhé. Nó sẽ làm con dễ chịu hơn đấy. Sau lần đó, hầu như lúc nào rỗi, tôi đều gọi đến trung tâm 105 và quay số 8 để được gặp cô thần đèn của tôi. Con chim vàng anh của cháu đã qua đời rồi. Cháu rất buồn cô ạ. À. Nhưng cháu vẫn buồn. Tại sao một chú chim xinh đẹp, hát hay và mang lại nhiều niềm vui cho gia đình lại phải ra đi hả cô? Paul, cháu hãy nhớ rằng không chỉ có thế giới này, vẫn còn tồn tại một thế giới khác để các linh hồn đi về. Và có lẽ giờ đây, chú chim vàng anh của cháu vẫn đang hót ở đó. Dù chuyện vui hay chuyện buồn, tôi đều cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc của cô. Sau mỗi lần được cô an ủi, tôi đều thấy dễ chịu đến lạ kỳ. Đi thôi, Paul! Gia đình tôi đã chuyển đến một thành phố khác, nơi bố tôi làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể quay số 1058 để gặp cô thần đèn được nữa. Cho đến khi tôi đã trở thành một cậu thanh niên, tôi lại một lần nữa tìm về thị trấn nhỏ ấy để được quay số gặp thần đèn của tôi. Xin chào, vui lòng cho tôi biết yêu cầu của bạn. Thật kỳ diệu. Cháu lại được nghe tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đó là cô. Có phải không cô thần đèn của cháu? Một cái kìm rơi đúng chân con, đau quá. Chào cháu, Paul. Wow, sau bao năm cháu lại được trò chuyện với cô. Cháu tò mò không biết trong suốt thời gian qua cô ở đâu và có còn ở vị trí đó. Thời gian trò chuyện với cháu quả là quãng thời gian thật đẹp với cô. Chưa từng có một đứa trẻ nào khác như vậy. Cô đã dành nhiều thời gian nghĩ về những kỷ niệm đẹp đó. Giờ cháu đã lớn, tự mình đi đây đó. Cháu đã đến khá nhiều nơi trên bản đồ mà cô từng chỉ cho cháu rồi đấy. Cháu sẽ gọi lại cho cô khi kết thúc học kỳ này, có được không ạ? Tất nhiên là được chứ. Cô gần như dành cả đời mình cho vị trí đó tại thị trấn nhỏ này rồi mà. Cháu chỉ cần hỏi gặp cô Mary. Cô Mary. Xin chào. Vui lòng cho tôi biết yêu cầu của bạn.
cho tôi gặp cô Mary. Anh là bạn cô ấy hả? Vâng, một người bạn cũ. Tôi rất tiếc phải nói với anh, Mary chỉ làm bán thời gian trong vài năm qua vì cô ấy bị bệnh. Cô ấy đã qua đời 5 tuần trước. Chờ một chút, tên anh có phải là Paul Violet không ạ? Vâng. Cô Mary có để lại cho anh một tin nhắn, một mảnh giấy viết tay. Đó là gì ạ? Tờ giấy viết là: hãy nói với cậu ấy, vẫn còn nhiều thế giới khác để ca hát. Cậu ấy sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Cảm ơn cô. Chắc cô vẫn đang tiếp tục những khúc hát tuyệt vời ở một thế giới khác, phải không cô? Cầu mưa. Đến cả cây cỏ cũng héo úa hết cả rồi. Thời tiết cứ mãi khô hạn thế này thì chúng ta biết sống sao đây? Có lẽ làng ta phải làm lễ cầu thần mưa thôi. Hả? Thần mưa? Là thần mưa xuất hiện kìa. Kính chào thần mưa. Mọi người gọi ta. Dạ thưa thần mưa, trời hạn hán đã bấy lâu nay làm cho cây cỏ héo úa, sông suối khô cạn, khiến cuộc sống của dân chúng gặp rất nhiều khó khăn. Cầu xin thần mưa thương tình cho chúng tôi mưa xuống ạ. Cầu xin thần cho mưa xuống. Ta xin lỗi, bấy lâu nay ta đi vắng nên quên là mưa ở vùng này. Mọi người hãy nói cho ta biết mọi người muốn mưa bao lâu và mưa vào ngày nào, ta sẽ chiều theo ý mọi người. Thần mưa đồng ý rồi, đồng ý rồi. Đội ơn thần mưa, vậy xin cho chúng tôi mưa vào ngày mai đi ạ. Thứ hai đầu tuần, cho mọi sự thuận lợi. Dạ không được đâu ạ, vì tôi còn phải dựng nhà nữa. Vậy thì ngày kia là thứ ba hãy mưa vậy. Ngài không thấy nhà tôi đang phơi ngô cho khô hay sao? Không thể mưa vào thứ ba được. Thế à, mưa vào thứ tư thì sao? Không, thứ tư tôi phải đi chở củi. Tôi phản đối trời mưa vào thứ tư. Chúng ta nên xin mưa vào thứ năm. Tại sao lại mưa vào ngày thứ năm? Hôm đó tôi phải mang hai con bò đi chợ bán. Trời mưa làm sao được? Vậy thì vào ngày thứ sáu thì sao? Thứ sáu cũng không được. Người ta nói rằng thứ sáu là một ngày xấu, mưa ngày đó sẽ không trúng mùa đâu. Vậy thì chúng ta hãy xin thần mưa, xin ngài ban mưa vào ngày thứ bảy thôi. Không được rồi, thứ bảy tôi phải cưới vợ cho con, xin đừng mưa vào thứ bảy. Sao mọi người ai cũng chỉ biết việc mình thôi thế? Không suy nghĩ cho mọi người gì thế? Thật là ích kỷ. Ai ích kỷ chứ, chính ông mới là người ích kỷ. Là anh ích kỷ đó, là cô. Ông mới là người ích kỷ đó. Mọi người hãy bình tĩnh nào. Mọi người hãy nghe đây. Bây giờ mọi người hãy về thỏa thuận với nhau xem chọn ngày nào hợp lý nhất. Chủ nhật tuần sau hãy trả lời cho ta biết, để ta cho mưa xuống. Ta đi đây. Tôi nghĩ thứ hai mưa là hợp lý nhất rồi. Không được, để thứ ba mưa mới tốt mà. Hay để thứ tư đi. Ôi, anh sao thế này? Chắc anh ấy khát quá không chịu nổi rồi. Còn có chút nước này, cho anh ấy uống tạm vậy. Trời nắng nóng khô hạn mãi, trâu bò cũng chết hết cả rồi. Nếu tình hình cứ kéo dài thế này thì chúng ta cũng chẳng trụ nổi đâu. Chúng ta phải nhanh chọn một ngày để xin thần mưa cho mưa thôi. Thì đó, tôi bảo cho mưa vào thứ ba mà mọi người có nghe đâu. Có phải mưa cho mỗi nhà anh đâu mà chọn ngày thứ ba. Tôi còn phải có việc nữa chứ. Tại sao không phải là thứ tư mà lại là thứ ba? Đến giờ này mọi người vẫn còn tranh cãi nhau được nữa hay sao? Nếu cứ tranh cãi nhau thì bao giờ mới chọn được ngày để mưa đây? Chính vì sự ích kỷ của mọi người nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Nhưng mọi người hãy thử nghĩ xem, nếu cứ hạn hán thế này, nước không có mà uống, chúng ta sắp sửa không trụ nổi nữa, thì việc cưới vợ cho con hay đi chợ hay đám giỗ có còn quan trọng nữa hay không? Kể cũng phải, đến lúc này thì những việc khác còn quan trọng gì nữa đâu.
Vậy nên tôi thấy chi bằng hãy cầu xin mưa xuống ngay bây giờ, và tất cả mọi người hãy dừng hết những công việc khác lại. Chúng ta chuẩn bị đón mưa nào. Mưa rồi. Mưa rồi kìa. Mưa rồi. Nếu chúng ta biết đường nhanh nhau, bỏ qua sự ích kỷ của mỗi người, có phải chúng ta đã tốt nghiệp như này từ lâu rồi không? Câu chuyện ở ngân hàng. Xui quá, máy ATM bị lỗi rồi. May quá, phòng giao dịch ngân hàng lại ngay đây. Tôi muốn rút tiền trong thẻ ATM, thưa cô. Mời ông ghi vào giấy lãnh tiền. Tôi muốn rút 1 triệu. Chỉ có 1 triệu thôi ư? Nếu chỉ rút 1 triệu, mời ông vui lòng ra cây ATM bên ngoài để rút. Chúng tôi chỉ thực hiện những giao dịch lớn thôi. Tôi cũng định rút ngoài cây, nhưng hệ thống bị lỗi nên mới phải vào đây. Nếu vậy ông có thể tìm cây khác để rút. Xung quanh đây có mỗi một cây ATM mà đang bị lỗi. Cô thông cảm giùm. Đây là quy định của ngân hàng rồi, ông vui lòng tuân thủ giúp. Nhưng mời khách hàng tiếp theo. Cô, ông ơi, nhanh cho chúng con còn vào. Có 1 triệu bạc mà cũng bày đặt vào ngân hàng rút tiền. Ăn mặc thì rõ quê mùa. Nhân viên ở đây đúng là... Phải cho cô ta một bài học mới được. Tôi đã nói rồi, sao ông cứ phải làm mất thời gian của tôi thế nhỉ? Tôi không rút 1 triệu nữa, mà rút hết số tiền trong tài khoản của tôi. Tài khoản của ông có bao nhiêu tiền? Cô cứ kiểm tra trên máy tính thì biết. Cái gì? 20 tỷ? Vâng, thế đã đủ được coi là giao dịch lớn chưa? Dạ vâng, ông chờ một chút ạ. Dạ, rất xin lỗi ông vì số tiền quá lớn nên ngân hàng không thể đáp ứng ngay được. Cái gì? Ngân hàng các cô làm ăn kiểu gì vậy? Rút ít không được, rút nhiều cũng không được là sao? Xin ông thông cảm cho. Với số tiền lớn như thế thì chủ tài khoản phải báo trước ít nhất 1 ngày ạ. Tôi phải đi gặp giám đốc ngân hàng của các cô mới được. Xin ông bớt giận. Đây là quy định của ngân hàng. Ông vẫn có thể rút trước 1 khoản, rồi đầu giờ chiều quay lại rút nốt cũng được ạ. Vậy tôi có thể rút bao nhiêu tiền? Mời ông ra ghế ngồi chờ một chút ạ. Dạ, mời ông uống chút nước cho mát. Hiện tại ông có thể rút trước 5 tỷ ạ. Vậy cô cho tôi rút 5 tỷ. Vâng ạ. Ông vui lòng đợi một lát. Dạ thưa ông, 5 tỷ của ông đây ạ. Cho tôi gửi lại vào tài khoản 4 tỷ 999 triệu. Hả? Ông nói sao ạ? Tôi muốn gửi vào tài khoản 4 tỷ 999 triệu. Ông vừa mới rút ra mà. Đúng, tôi vừa rút ra nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn cầm số tiền lớn thế này. Phiền cô gửi lại vào thẻ cho tôi. Sao ông lại làm vậy? Ông có biết nãy giờ chúng tôi đã vất vả thế nào để gom đủ số tiền cho ông không? Đừng nói với tôi là ngân hàng cô có quy định không được gửi số tiền lớn thế này vào tài khoản nhé. Có muốn tôi phản ánh lên bàn giám đốc không? Ông... Phải thế cô ta mới chừa thói khinh thường người khác. Đúng, đúng vậy. Bác 2.
vợ chồng bác hai lên thăm nhà mình. Hai bác ấy lên chơi phố ít hôm đấy. Thật hả anh? Bác lên bao lâu? Chắc mấy ngày thôi. Gần Tết muốn lên chơi tiện thể sắm vài thứ ấy mà. Ôi trời, lại mệt đây. Em dọn dẹp lại phòng dưới để hai vợ chồng bác hai ở nhé. Vâng. Ôi, sao anh chị không gọi em ra bến xe đón? Chào anh chị. Ôi chào, chú thím bận đi làm cả ngày rồi. Anh chị biết đường cứ bắt xe ôm đến đây luôn cho nó chủ động. Trên này có thiếu thứ gì đâu, hai bác mang lên làm gì cho mệt. Toàn của nhà nuôi trồng được, đồ sạch đấy. Cô chú yên tâm, không có thuốc sâu, thuốc tăng trọng đâu. Thôi, hai bác vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm tối ạ. Lại mệt rồi. Hôm nay anh xin nghỉ đưa anh chị đi chơi. Em đi làm tiện đưa con tới trường nhé. Cuối năm rồi, cơ quan nào chẳng nhiều việc. Anh nghĩ như vậy lại ảnh hưởng đến lương thưởng cuối năm thì sao? Ôi dào, chẳng mấy khi anh chị ra phố dạy ngố mà. Thôi, để vợ chồng tôi tự đi cũng được mà. Không biết thì hỏi đường. Chú Quỳ cứ đi làm đi. Vâng, hai bác thông cảm cho nhà em. Mà hai bác cứ bắt xe ôm đi, chỗ nào họ cũng biết ấy mà. Anh chị biết rồi. Ngày nào cũng phải về sớm chở búa cơm nước. Em mệt lắm rồi. Lần sau anh bảo anh chị hai ra khách sạn ở đi. Kìa em, anh tính mày rút tiền tiết kiệm biếu anh chị một ít. Chả mấy khi anh chị ra chơi. Anh nói cái gì? Tiền mua nhà trả góp đến hạn phải trả, chưa có khoản nào bù vào đây này. Anh biết chứ, nhưng việc nào cần chi thì mình vẫn phải chi thôi. Với lại anh chị hai dưới quê còn nhiều khó khăn. Thôi, để mai em gấp lại đống quần áo của cả nhà, xem cái nào không dùng đến thì biếu anh chị ấy. Còn tiền thì ai lại đem cho đồ cũ. Em thật là, anh đừng có sĩ diện. Chú thím, vợ chồng chúng tôi về rồi đây. Hai bác lấy đâu ra nhiều đồ thế này? Kìa em, chắc hai bác mua sắm đồ để chuẩn bị ăn Tết có phải không? Đúng rồi, mua trên này đồ tốt hơn ở quê. Đúng, đồ tốt thật. Nhưng không phải chúng tôi mua cho nhà tôi, mà là mua biếu cho chú thím đấy. Gì cơ ạ? Mua cho chúng em sao? Đúng, chẳng mấy khi anh chị lên chơi. Mua cho cháu ít quần áo, với lại thấy trời lạnh, chị hai bảo mua chú thím cái lò vi sóng, hâm lại thức ăn cho tiện. Trời đất, anh chị không nên làm vậy chứ. Ở quê anh chị vẫn còn khó khăn, vất vả lắm mới nuôi được hai cháu ăn học. Ấy, sao chú khách sáo thế? Chú thím thương anh chị biết chứ. Nhưng giờ ở quê dễ sống hơn rồi. Anh chị cũng chăn nuôi thêm con lợn, con gà, có đồng ra đồng vào, chú đừng có lo. Thực ra lần này anh chị ra cốt để thăm chú thím và thằng cu bi, chứ cũng không phải đi chơi thăm thú gì đâu. Thấy vợ chồng con cái khỏe mạnh là anh chị vui rồi. Thu xếp Tết về quê với anh chị cho ấm cúng. Chú thím ạ. Anh chị dạy phải. Mà anh chị ở lại thêm vài hôm. Em xin nghỉ. Cả nhà đưa anh chị đi chơi thành phố cho biết đây biết đó. Rồi mua ít đồ về làm quà cho các cháu nữa chứ. Ôi dào, chú thím cứ bày mẻ. Nào, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Này có món thịt gà bác hai nuôi là nhất rồi. Đúng, đúng. Tiền dư trả lại. Đây đây, của cháu đây. Cảm ơn cháu nhé. Chị đợi tôi một chút nhé. Cháu mua mấy chiếc nào? Dạ một chiếc ạ. Bà Tám ơi, bán nhanh lên chúng tôi muộn mất. Được rồi được rồi. Tại hôm nay bỗng nhiên mọi người mua bánh giò đông quá mà. Các cô các cháu thông cảm nha. Ôi, mình được trả tiền thừa.
Ôi, số mình thật là hên quá đi. Mình đưa có 20.000 mà bà Tám lại tưởng mình đưa 100.000. Ôi chà, bữa nay Dũng đại gia ghê. Tớ bảo này, chiều tan học tớ với cậu đi mua súng nước đi. Loại to nhất ấy, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc. Rồi tớ với cậu sẽ đánh bại thằng Hùng với thằng Quân luôn. Ừ, chúng nó có súng nước to hơn nên tớ với cậu toàn thua. Thật là mất mặt quá đi. Lần nào các cậu cũng thua hết, thật là chán quá đi. Bọn tớ cũng muốn thua mà không được. Cậu mua cho tớ một chiếc súng nước thật hả? Ừ, tớ với cậu cùng một đội mà. Thế cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Bây giờ không phải đóng tiền học, cũng không phải mua sách. Làm sao mà tự dưng bố mẹ cậu cho cậu nhiều tiền thế? Cậu cứ bình tĩnh nghe tớ giải thích đã. Sáng nay tớ mua bánh giò chỗ bà Tám. Bà Tám nhầm nên trả dư tiền cho tớ. Hả? Làm sao mà cậu phải hốt hoảng? Mà cậu phải nhớ giữ bí mật đấy. Tớ sẽ mua súng nước cho cả cậu nữa cơ mà. Trời ơi, bà Tám trả nhầm cho cậu nhiều tiền như thế, chắc ngày hôm nay bà chẳng lãi được là bao. Cậu đem trả lại cho bà Tám đi. Sao tớ phải trả? Cậu cứ lo xa à. Hôm nay đông người mua bánh giò lắm. Với lại bà già rồi nên sẽ không nhớ là đã trả nhầm cho tớ đâu. Ý tớ không phải như thế. Tớ không lo bà Tám có nhớ trả tiền nhầm cho cậu hay không, mà tớ thương bà Tám. Cậu cũng biết là buổi sáng bà Tám bán bánh giò ở cổng trường mình. Nhưng chắc cậu chưa biết, hôm nào bà cũng đạp xe đi bán bánh khắp ngõ ngách tới tận khuya mới về. Tối nào lúc tớ chuẩn bị đi ngủ cũng nghe thấy tiếng rao của bà Tám. Mẹ tớ còn bảo chồng bà Tám đang bị bệnh, con cái thì không có nên bà phải một mình vất vả kiếm sống. Ai bánh giò đi? Ai bánh giò nào? Cậu không thương bà Tám lại còn lấy tiền của bà ấy nữa. Ừ thì tớ không biết nên mới vậy. Sáng mai tớ đem trả bà Tám tiền là được chứ gì. Cậu tức giận làm cái gì? Giờ mà thú nhận thì xấu hổ quá. Hay là mình cứ âm thầm đưa trả lại cho bà ấy thôi. Này cậu, cậu có mua bánh không thì đi nhanh lên, người ta còn mua nữa chứ. Dạ, bà cho cháu một chiếc bánh giò ạ. Đây, bánh của cháu đây. Này cháu ơi, cháu trả dư tiền cho bà rồi nè. Nè, cháu ơi. Tớ trả tiền bà Tám rồi. Thấy bà Tám nói sao? Bà Tám chả nói sao cả. Cảm ơn chị, lần sau chị lại mua bánh của tôi nữa nhé. Tất nhiên rồi, bánh giò bà Tám là ngon nhất. Chào bà Tám nhé, tôi đi nha. Chà, mấy hôm nay bán được ghê, vẫn còn sớm quá. Có khi từ mai mình phải làm thêm bánh để bán thôi. Mà không biết cái thằng bé sáng nay trả nhầm tiền cho mình nó học lớp nào nhỉ? Đang là học sinh thì làm gì có tiền. Có khi mất nhiều tiền thế, còn bị bố mẹ mắng cũng nên. Tội nghiệp, chuyện mình phải quay lại để trả tiền cho thằng bé mới được. Thằng bé kia rồi. Tại cậu bảo tớ trả tiền bà Tám nên giờ chẳng còn tiền mà mua súng nước nữa. Chúng ta chơi bằng cái cũ cũng được. Chơi vui là chính mà. Cậu vừa làm một việc tốt nên vui mới phải. Thôi, cậu đừng có ủ rũ nữa. Này cháu ơi. Dạ, cháu chào bà. Sao giờ này bà vẫn ở đây? Bà vẫn chưa bán hết bánh à? Lúc sáng bà nhận dư tiền bánh giò của cháu. Lúc đó bà gọi mà cháu không nghe thấy. Bà đợi mãi tới giờ tan trường. May quá, gặp được cháu ở đây rồi. Trời ơi, bà Tám thật là tốt quá. Vậy mà hôm trước mình còn mừng khi bà trả tiền dư cho mình nữa. Ôi, mình thật là xấu tính. Thế là thế nào hả Dũng? Cháu sai rồi. Cháu xin lỗi bà Tám. Sự thật là hôm qua cháu nhận tiền dư của bà mà không đem trả lại. Hôm nay cháu xấu hổ nên khi đưa cho bà cháu không dám nói thật. Bà ơi, cho cháu xin lỗi nha bà. Cháu biết nhận lỗi là tốt rồi. Bà không trách cháu đâu. Bà già rồi nên hay quên, hay lẫn. Bà cảm ơn cháu đã đem trả lại cho bà số tiền dư nhé. Cảm ơn cậu nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.